Gặp người lạ đang vật vã giữa trời mưa gió, tài xế ô tô có hành động ấm lòng nhận mưa lời khen. Trong cơn mưa trắng mịt mù và nặng hạt, giữa cung đường biển trống trải chơi vơi, một tài xế ô tô vô tình nhìn thấy một người đi đường đang vật vã một mình chống chọi giữa màn mưa. Đường thì trống, gió lại to, một thân một mình không thể tiếp tục chạy trên con đường trước mặt. Trước tình cảnh ấy, người tài xế đã chậm chậm chạy trở tới, ngỏ ý chắn gió và dìu người phụ nữ xa lạ đi qua khúc cua đầy nguy hiểm. Sau một đoạn ngắn khi đã bớt gió, bớt mưa, chị gái chạy xe máy đã dừng lại chắp tay để gửi đến tài xế ô tô lời cảm ơn chân thành nhất. Đôi khi những hành động nhỏ nhoi xuất phát từ lòng tử tế nhưng vô tình trở thành sự biết ơn vô ngần trong những khoảnh khắc đối mặt với sự sinh tử của một con người. Được biết sau khi về nhà, chị đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm chủ nhân của chiếc xe ô tô để gửi lời cảm ơn. Hành động của tài xế ô tô sau đó cũng đã nhận được cơn mưa lời khen và vô vàn những lời cảm ơn từ cộng đồng mạng. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại: khi ra xã hội đôi khi người lạ còn tốt hơn người thân. Thấy cái chắp tay của chị mà tự dưng rưng rưng nước mắt. Mình đã khóc khi xem xong clip này, chẳng ai quen biết ai nhưng lại cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc như chính mình trong cuộc. Cảm ơn khoảnh khắc này, cảm ơn tài xế, chúc tài xế vạn dặm bình an. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.